Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Các Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri hé lộ thiên cơ, đúng tháng 3 âm lịch năm 2024, vận trình chuyển hướng, Tân Sửu sinh năm 1961, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài tăng vọt, giàu có không ai sánh bằng. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Tân Sửu 1961. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Tân Sửu 1961 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao, đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Tân Sửu một ngày thông cảm, hoan hỷ và đồng hành cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận, đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Tân Sửu 1961 thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị Tân Sửu 1961 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Tân Sửu 1961 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Đúng tháng 3 âm lịch năm 2024, vận trình chuyển hướng, Tân Sửu sinh năm 1961, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tăng vọt, giàu có không ai sánh bằng. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 3 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn cho thấy, trong tháng 3 này người tuổi Tân Sửu 1961 gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vì thế quý bản mệnh cần phải hết sức bình tĩnh để có thể giải quyết sự việc một cách êm xuôi. Quý bản mệnh chớ nên nóng nảy tự ái, kẻo khiến mọi việc càng trở nên rắc rối. Do có cục diện tương phá cản trở, con đường sự nghiệp của quý bản mệnh không được suôn sẻ, hanh thông như mong muốn, dường như mọi người xung quanh đều có ý kiến trái ngược với bạn, không muốn giúp đỡ bạn, nên nhiều khi quý bản mệnh sẽ phải tự lực cánh sinh. Quý bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với kẻ tiểu nhân rình rập tìm cơ hội phá hoại công việc của mình. Người làm vị trí cao cũng chớ nên lơ là, tin lời kẻ nịnh nọt, chuyện làm ăn cũng gặp phải nhiều vướng mắc. Quý bản mệnh phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, khiến áp lực nặng nề mà chưa chắc đã thu được kết quả như ý muốn. Thời điểm này, hãy hết sức cẩn thận trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng, đừng nên tin theo lời rũ rê, lôi kéo của người ngoài mà gây ra thiệt hại về tài chính. Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh,
Do có các tinh thái âm phù trợ, quý bản mệnh được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khả triển vọng. Vì thế quý bản mệnh hãy thử mở lòng trò chuyện với đối phương xem sao, có thể đó là người mà quý bản mệnh chờ đợi đã lâu. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Tân Sửu 1961 sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn trong khoảng thời gian này do chịu tác động của cục diện tương phá. Nhiều rắc rối bất ngờ xảy ra khiến quý bản mệnh phải tốn nhiều công sức mới có thể giải quyết ổn thỏa. Tử vi tháng 3 năm 2024 tuổi Tân Sửu 1961 âm lịch khuyên bạn hãy xác định tinh thần phải tự lực cánh sinh trong nhiều nhiệm vụ, bởi xung quanh quý bản mệnh không có những người đáng tin cậy để dựa vào khi gặp phải khó khăn. Hãy tìm cách tự cổ vũ bản thân mình, đừng nên than thân trách phận hoặc tìm cách thoái thác nhiệm vụ. Càng giữ tinh thần tích cực bao nhiêu, quý bản mệnh sẽ càng thấy khó khăn giảm bớt bấy nhiêu, rồi cuối cùng bạn cũng sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cho dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, con giáp này cũng cần phải cẩn thận với đồng nghiệp, đối thủ tìm cách hãm hại, cạnh tranh không lành mạnh với mình. Trước khi đưa ra quyết định gì, quý bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên vội vàng chạy theo bước chân người khác hoặc bị người khác kích động. Với người làm lãnh đạo, nguyệt lệnh lâm quan đới có thể khiến quý bản mệnh trở nên kiêu căng, ngạo mạn, không muốn nghe theo lời khuyên của người khác. Nếu cứ giữ những quan điểm cố hữu của mình và hành xử độc đoán, quý bản mệnh sẽ tự đẩy bản thân và cả tập thể vào rắc rối. Quý bản mệnh đừng cho rằng chỉ vì mình giữ địa vị cao thì mọi lời nói hoặc quyết định của mình đều chính xác và bắt buộc mọi người phải nghe theo. Tóm lại, trong tháng 3 năm 2024, người tuổi Tân Sửu 1961 sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn trong sự nghiệp, ở đây là do cục diện tương phá. Họ cần phải tự lực cánh sinh, không nên dựa dẫm vào người khác, cần cẩn thận với đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, người làm lãnh đạo không nên kiêu căng, ngạo mạn, độc đoán mà cần lắng nghe lời khuyên của người khác, đừng cho rằng mình luôn đúng và bắt buộc mọi người phải nghe theo. Về mặt tài vận, con đường tài lộc của người tuổi Tân Sửu 1961 khó có khởi sắc trong tháng 3 này bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Do đó, quý bản mệnh nên nhắc nhở bản thân mình chậm mà chắc. Không nên lo lắng sốt ruột rồi lại đưa ra những quyết định vội vàng, khiến tiền bạc vốn đã không chảy về túi, rồi lại còn phải tiêu tốn thêm cho các khoản chi phí khác. Người làm công ăn lương hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, đừng nghe theo lời xui khiến của kẻ khác. Quý bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chớ nên nghĩ cách hãm hại người khác để kiếm lời cho mình, kẻo cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Người làm đầu tư kinh doanh cần cẩn thận khi đưa ra các quyết định làm ăn, đừng vội vã chạy theo xu thế vì nghe thấy lời rủ rê ngon ngọt của người khác, dù là người thân thiết ngỏ ý muốn hợp tác. Quý bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận, chớ vội tin theo kẻo cuối cùng vừa mất tiền vừa mất cả các mối quan hệ, nếu có những khoản tiền tiết kiệm trong tay. Tốt nhất quý bản mệnh nên giữ thật chặt hoặc đem gửi tiết kiệm, đừng nên tiêu tốn cho các hoạt động mua sắm hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mình không thực sự quen thuộc. Về mặt tình cảm, xem tử vi tháng 3 năm 2024 tuổi Tân Sửu 1961 âm lịch cho thấy có thái âm chiếu mệnh, đường tình duyên của người tuổi Tân Sửu 1961 có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân, quý bản mệnh được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, nếu có thiện cảm với đối phương. Quý bản mệnh có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên thêm hiểu về nhau, người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà quý bản mệnh chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình, bạn và nửa kia vẫn còn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Dường như đôi bên vẫn muốn tranh giành sức ảnh hưởng, nên lúc nào cũng đề cao cái tôi cá nhân, không chịu nhường nhịn cho đối phương. Đừng khiến những mâu thuẫn này ngày càng trở nên căng thẳng. Hãy thử hỏi bản thân điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người là gì để có cách hành xử cho đúng mực nhé. Dưới tác động của cục diện tương hại, quý bản mệnh và anh chị em trong gia đình không tránh khỏi cảnh mâu thuẫn, lục đục với nhau. Mỗi người có một quan điểm, ý kiến riêng, khó có thể dung hòa. Đây là lúc đôi bên cần ngồi lại để lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn. Đừng làm mọi việc theo ý của riêng mình. Tóm lại, trong tháng 3, vận trình tài lộc của tuổi Tân Sửu 1961 khó khởi sắc do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Người làm công ăn lương nên tập trung vào nhiệm vụ, tránh nghe lời xúi giục. Người làm đầu tư kinh doanh cần thận trọng khi đưa ra quyết định. Đừng vội chạy theo xu hướng, nếu có tiền tiết kiệm, nên giữ chặt hoặc gửi tiết kiệm, tránh đầu tư vào lĩnh vực không quen thuộc. Đường tình duyên của người tuổi Tân Sửu 1961 có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là nữ mệnh còn độc thân. Tuy nhiên, những người đã lập gia đình vẫn còn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Về mặt sức khỏe, may mắn là dù gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống,
Những người tuổi Tân Sửu 1961 vẫn giữ được trạng thái sức khỏe thể chất khá tốt. Vì thế, quý bản mệnh chỉ cần tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc cũng như vui chơi quá mức khi gặp phải những chuyện không như ý muốn. Hãy tự cổ vũ bản thân quý bản mệnh để có thể suy nghĩ tích cực hơn, chớ than thân trách phận khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Tóm lại, người tuổi Tân Sửu 1961 sức khỏe khá tốt, nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục, tránh làm việc và vui chơi quá độ, cần suy nghĩ tích cực, tránh than thân trách phận gây căng thẳng, mệt mỏi. Quý cô bác anh chị đang xem video tháng 3 âm lịch năm 2024, vận trình chuyển hướng, Tân Sửu sinh năm 1961, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tăng vọt, giàu có không ai sánh bằng. Thưa quý cô bác anh chị Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, trong một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Tân Sửu sinh năm 1961. Xin mời Tân Sửu sinh năm 1961 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé, có câu đức nhân thắng số. Tuổi Sửu sinh tháng riêng, tức tháng 1 âm lịch. Tuổi Sửu sinh vào tháng riêng, được hưởng phúc lộc tổ tiên, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế, dù sao cũng được bề trên nâng đỡ, cho nên sẽ phù hộ cho nhiều cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm và có của ăn của để. Tuổi Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Thì tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, tuổi Sửu sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, cho dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không sống nổi mà lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng cởi mở, cho nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chất trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành văn, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 3 âm lịch. Thì sinh vào tháng 3 âm lịch, tuổi Sửu này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ lương thiện, dễ mềm lòng, họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét trốn hồng trần, nhiều chăn chối, không sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Về vận mệnh của tuổi Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng này may thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh cho nên được lương duyên. Tuổi Sửu sinh tháng 4 âm lịch tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn tương trợ, mọi điều sẽ giúp cho bạn mình có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của tuổi Sửu này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên mà cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà thì tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành mà lại bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, thì tuổi Sửu này tuy số kiếp vất vả là đó, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, thì cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng phấn đấu không ngừng nghỉ, cho nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Cho nên sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển tài lộc, vì thế ồn ồn kéo tới, đến tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, phú quý một vùng, người người ngưỡng mộ. Về vận mệnh của tuổi Sửu sinh tháng 6 âm lịch. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh. Sự nghiệp gây dựng do chính sức mình, song tuổi Sửu sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều,
đôi khi lực bất tòng tâm. Bạn muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá có thể vượt qua khó khăn không dễ bị gục ngã giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào tháng 7 âm lịch, tuổi Sửu được hưởng lộc tổ tiên tổ, nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có tài, sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa êm ấm. Người này số hưởng không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, chính vì thế sự nghiệp thành công, không gặp đại hung đại nạn, họ là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của tuổi Sửu. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 8 âm lịch thì xem vận mệnh tuổi Sửu theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 âm thì cuộc đời vinh hoa phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượn vận, sự nghiệp vì thế sẽ thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu có cuộc đời bình an, hạnh phúc an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên phúc lớn mệnh hậu, cho nên bạn vẫn được hưởng hết khúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 10 âm lịch không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc, mà tổ tiên cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở kém bề thuận lợi. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Tuổi Sửu sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, mà phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, mà hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già sẽ an nhàn, hạnh phúc. Nói chung cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Về vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch. Thì tháng 12 âm lịch, tức tháng chạp rơi vào tiết tiểu hàn trong năm, mà sinh vào năm cùng tháng tận, thì người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, cho nên tuổi Sửu cũng được hưởng phúc. Bạn có lộc ăn lộc uống, cuộc sống thanh bình no đủ cả đời, chỉ là tiết trời giá lạnh, cho nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc có phúc. Vận mệnh tuổi Sửu sinh tháng chạp khá tốt, có thể bình an, sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại. Cho dù xa cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm đùm bọc, giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý cô bác anh chị, đây là những câu nói từ Phật mà tôi rất tâm đắc. Phần nào đó, những câu nói này giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp. Kính bạch quý vị, thần chú này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng, cứu giúp người thân và gia quyến đã khuất, giúp người thân và gia quyến đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ, được an vui hạnh phúc, đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu quý vị muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất. Vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ. Sau khi tụng kinh, xin nhớ hồi hướng công đức cho cha mẹ. Nếu chẳng may bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào do các linh hồn gây ra thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được những người nghèo khó, bệnh tật, chán nản và những người thường xuyên gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng cầu nguyện. Phật tử nếu siêng năng trì tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục. Vong linh vất vưởng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Những người mẹ khi biết mình mang thai thường đọc chú, tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Kính bạch thần chú, kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Thứ hai là về thần thánh Quan Thế Âm Bồ Tát.
Om Mani Padme Hum hay Hán Việt đọc là Án Mani Padme Hồng là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp được dịch ra là viên ngọc quý trong hoa sen. Thần chú Om Mani Padme Hum là một trong những thần chú nổi tiếng nhất trong đạo Phật. Đây cũng chính là câu thần chú phổ biến dành cho bất kỳ ai mà họ cảm thấy muốn thực hành việc tụng niệm, vì không đòi hỏi một nghi thức hướng dẫn trước bởi một đạo sư nào. Chỉ tụng thần chú này đem lại hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để chúng ta chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Vì vậy, nếu chúng ta trì tụng thường xuyên, nó có thể giúp chúng ta tiêu trừ mọi điều kiện bất lợi và tiêu trừ hàng ngàn nghiệp chướng. Trì tụng thường xuyên câu thần chú này thì sẽ giúp xua đuổi các thế lực ma quỷ, giúp bệnh tật được đẩy lùi, mở cửa đón hạnh phúc, an lạc về trong thân tâm. Theo quan niệm của đạo Phật, nếu chúng ta thường xuyên trì tụng chú Om Mani Padme Hum thì khi qua đời, linh hồn sẽ không bị đọa vào ba đường dữ mà được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ đó tiến gần hơn tới Phật quả. Bên cạnh đó, nếu thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cũng có thể nhận được sự đáp ứng và gia trì của Ngài. Đây là điều vô cùng đặc biệt, càng trì tụng thần chú này nhiều lần thì càng tốt, ít nhất nên trì tụng 108 lần mỗi ngày. Khi niệm chú Om Mani Padme Hum, chúng ta sẽ được thừa hưởng toàn bộ những điều kỳ diệu mà nguồn năng lượng từ bi của Đức Phật ban tặng cho tất cả chúng sinh, giúp thức tỉnh lòng từ bi trong mỗi cá nhân và kết nối mọi người với nhau. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ở độ tuổi ngoài 60, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Tân Sửu sẽ thay đổi, mệnh chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi, người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Tân Sửu thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh, nhìn lại bản thân mình. Ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên. Cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi Tân Sửu hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng, người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Tân Sửu đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, bản mệnh sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá.
Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi. Vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về, trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa, ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, Tân Sửu hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu bản mệnh, Tân Sửu lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với Tân Sửu. Lần lượt đi qua 3 giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, bản mệnh đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.